Thưa quý vị, sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố hồi tháng 10 năm 2022, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái lạ. Theo kết luận điều tra vụ án này mà cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành, bà Đỗ Thị Nhàn là người đã được tập đoàn Vạn Thịnh Phát chi hơn 5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 118 tỷ đồng để bao che cho những sai phạm trong quá trình thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB. Những chiếc thùng xốp chứa đầy tiền hối lộ cũng là một tình tiết bất ngờ trong vụ án này. Theo đó, để hối lộ bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo Ngân hàng SCB đựng cả triệu đô la Mỹ vào trong thùng xốp rồi mang đi biếu. Đến khi vụ án vỡ lẽ, bà Đỗ Thị Nhàn đã mang một nửa số tiền này đem đi giấu. Như báo Thanh Niên đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Trong số các bị can, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Tại cơ quan điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn thừa nhận trong thời gian thanh tra, với tư cách là trưởng đoàn, đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của ông Võ Tấn Hoàng Văn. Tổng số tiền đã nhận lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 118 tỷ đồng. Trong đó, khoảng tháng 3 năm 2018, ông Đinh Văn Thành và ông Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội lên phòng làm việc của bà Đỗ Thị Nhàn ở trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, đưa cho bà Nhàn là một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 đô la Mỹ. Bà Nhàn nhận rồi mang tiền về cất ở nhà. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018 là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB. Ông Võ Tấn Hoàng Văn và lái xe Nguyễn Nam Tuấn ba lần mang các thùng xốp đựng tiền đô la Mỹ để đưa cho bà Nhàn. Trong đó, một lần thùng xốp đựng 1 triệu đô la Mỹ và hai lần thùng xốp đựng 2 triệu đô la Mỹ, tổng cộng 3 lần là 5 triệu đô la Mỹ. Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bà Đỗ Thị Nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là tiền cảm ơn của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vì đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra. Sau khi nhận tiền, bà Đỗ Thị Nhàn cho vào thùng khác cất giấu trong phòng ngủ. Sau khi vụ án bị khởi tố, khoảng tháng 12 năm 2022, bà Nhàn chia số tiền thành hai phần, mang 2,6 triệu đô la Mỹ gửi nhờ tại nhà họ hàng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Số tiền còn lại, bà này cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ, cất vào trong tủ của phòng ngủ, khóa lại rồi sau đó giữ chìa khóa. Vẫn theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, khi tiến hành thanh tra, bà Đỗ Thị Nhàn cùng các thành viên biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB. Nhưng vì động cơ cá nhân, bị can đã cố tình che giấu, bưng bít, chỉ đạo cấp dưới dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Trong lần đầu thanh tra SCB khi kết thúc và ký biên bản, bà Đỗ Thị Nhàn đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 30.000 tỷ đồng, bỏ ngoài trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.790 tỷ đồng và thoái dự thu hơn 3.090 tỷ đồng đối với 3 dự án Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden tại chi nhánh SCB Cống Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bỏ ngoài thoái lãi dự thu khoản thu nhập 3.135 tỷ đồng các khoản bán cổ phiếu trả chậm và làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính như nợ xấu, âm vốn, lỗ lũy kế, hệ số an toàn của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này để hợp thức đưa vào báo cáo đoàn thanh tra và chính phủ. Đồng thời, cơ quan điều tra xác định bà Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới làm báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ không đúng về sai phạm của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được tái cơ cấu. Trong đợt thanh tra thứ hai, bà Đỗ Thị Nhàn là người chủ động đề xuất người ra quyết định thanh tra thay đổi kế hoạch thanh tra giai đoạn 2 nhằm thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra để không phải thanh tra các khoản vay của một nhóm khách có dùng địa chỉ. Từ đó, tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới thực hiện tất toán các khoản vay cho nhóm khách hàng này và bà Nhàn hợp thức báo cáo các khoản vay này như khoản vay thông thường, có vi phạm nhưng không còn thiệt hại, không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý sai phạm của SCB. Trong quá trình điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án và đã nộp lại toàn bộ 5,2 triệu đô la Mỹ đã nhận hối lộ. Ngoài ra, do phạm tội lần đầu và có nhiều thành tích trong quá trình công tác, nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét cho bị can Đỗ Thị Nhàn. Những thông tin liên quan kết luận điều tra của vụ án này sẽ tiếp tục được cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.